Bố tránh ra. Bố tránh ra. Bố tránh ra, bố vào trong đi, không chạy mất chứ. Kiếp có ngôi nhà mà chưa chật chội quá. Ngôi nhà mà chưa chật chội quá. Bà ấy lấy ấy đi. Lấy lấy sứ thìa mà sẵn ngon ấy. Ừ ngon thế. Lấy lòng kia chứ. Lấy bia lấy. Ừ ngon quá. Đấy cho chú cạnh Thái. Lấy nào Linh. Ăn đi. Bảo Liệt đi. Ăn sô cô la. Thế là không có sô cô la. Này. Giữ nhá. Bà ngồi để chơi mất chứ. Đây. Chơi đang quay phim. Đây để bỏ cái này ra để sang đây này. Móc này. Chưa đi rửa tay mà chưa rửa tay là thay quần áo. Dạ. Ui, hết đầu kìa.
Con lửa phải thắp nến cơ chứ ạ. Mẹ sẽ bị bỏng được không? Ừ. Đây mẹ lấy một cái nến mẹ thắp cơ chưa nhá. Ôi. Mẹ đã nói rồi. Đây này, xong rồi chưa thổi nhá. Nào, happy birthday, hát đã. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thổi đi. Thổi đi. Thổi đi. Thổi đi. Thổi đi. Thổi đi. Đây chứ để nhẹ chứ thổi. Đấy, thổi đi. Cái gì đó? Thổi đi. Thổi đi. Thổi đi. Chim sợ cành cong. Chú mỏ nó thổi đi nhanh. Chú thổi đi. Nó nhanh không? Nó cháy là chảy hết ra đấy. Chú thổi nhanh lên. Nó cháy nó chảy hết ra bánh nữa. Cháy bánh đấy. Chú thổi nhanh lên. Là thổi phù à? Thổi nào. Phù. À, chưa. Thổi nào. Đấy, cái thổi đi. Phù. Thôi, cái gì vậy? Đây. Nào bây giờ cả nhà cùng thổi nhá. Thổi nhẹ nhẹ hơn để chưa thổi nhá. 2, 3. Thôi nào. Nào chưa thổi đi. 2, 3. Không. Bốn thổi rồi. Sợ rồi. Lại như sợ thang máy đấy chứ dở. Quên được ấy, mình nhớ ra ấy, không quên được. Ai bảo lúc nãy con dí cả mồm vào. Chắc hố quá. Bây giờ lại sợ. Nói gì?